Xin chào tất cả các bạn, được chưa? Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách cắt quần nữ. Trước tiên là phải ra vải cho thẳng. Thân trước, đây là thân trước. Ta sẽ để thẳng canh vải như thế này. Thân sau ta sẽ đối chiều lại. Ta sẽ lấy canh vải. Các bạn lưu ý là cắt quần nếu không muốn vặt ống thì ta phải cắt canh vải thật chính xác nhé. Ok. Các bạn thường may sườn phần giữa ấy. Gấu 4 phân. Các bạn lưu ý các bạn phải bấm vào chỗ đường may gấu này và đường may ngang gấu này khỏi bị vặn gối. Chưa? Bây giờ bắt đầu ta tiến hành ta thân trước xong chúng ta làm xuống thân sau. Các bạn chú ý các bạn để cái thước này đây. Chuyện vải đây. Các bạn đo canh sợi. Làm sao cái sợi thật chữ thẳng. Chính xác. Tiếp tục các bạn trừ gấu 4 phần thân sau. Phần rưỡi. Các bạn lưu ý các bạn nên vẽ phấn như này nếu các bạn muốn làm hàng mà nó kỹ. Các bạn nên dùng phấn trắng. Phấn trắng các bạn là sẽ mất các cái đường phấn này đi. Ly, dấu ly ngang phần sườn đây. Ta xong phần này, phần tập đầu ta cắt, ta giải phẳng ra cắt. Ta sẽ lấy cái kéo cắt, ta sẽ cắt. Các bạn nhớ bấm điểm này. Đó. Thật chính xác. Đấy. Kéo cắt rất là ngon. Bấm vào đây. Ok chưa? Rồi, ta xong phần thật trước. Tiếp tục ta cắt xong phần sau các bạn gặp lại. Ta cắt thân xong. Các bạn muốn cắt đừng không chạy vải. Các bạn có cái thanh sắt như này các bạn đè ở đây. Nó sẽ không bị chạy vải. Thank you.
cắt đây, bấm vào đây. Chưa, bấm ngang điểm đây. Chưa, chúng ta bấm các điểm bấm vào đây. Ngặt cái điểm này. Hiện nay bên công ty chúng tôi đã nhập các loại kéo này về. Bạn nào muốn mua loại kéo tốt nhất, có thể liên hệ với công ty chúng tôi. Tiếp tục tập bên này nữa. Được. Rồi ta sẽ cắt sang táp túi luôn. Ta gặp lại. Đó. Tiếp tục sang cái phần này. Nhớ cái phần này ra. Nên tôi sẽ dạy các bạn cắt táp túi của cái túi của cái túi hầm X. Bạn để thước vào đây. Để cho nó bằng nhau. Đó. Lên ra đây tầm 9 phân, hạ ra đây tầm 5 phân, còn để cái thước này vào đây. Đó, chú ý đây, tôi làm ếch đây. Thấy chưa? Và ta cắt cái táp túi. Để vào đây, phải thẳng như này. Đặt tủ. Ta bấm cái điểm vào đây. Bấm điểm này để lát nữa người ta biết cách điểm chỗ nào nhá. Còn ta cắt cái điểm này vào đây. Thành một cái đát như đây. Chưa? Tiếp tục, ta có điểm bây giờ và ta khoét cái chỗ này. Ta phải khoét đường may, ta chừa đều một phần đường may. Đây các bạn chú ý, đây là táp túi. Và phần lót túi. Các bạn. Đây đây. Ra cái đáp này của phần lót túi nhá. Các bạn để cái này sang một cái phần khác. Các bạn từ điểm này xuống 5 phân, các bạn vẽ lên một đáp túi này. Đây 22 phân. Các bạn có thể vẽ một cái lót túi như này. Đấy. Đây là toàn bộ cái cách cắt của quần nữ. Đây các bạn. Đây.